Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tô màu cho các bạn xem mình nghe. Được rồi, bây giờ ok, chuyển đi, xong gửi ảnh cho ta. Thì như trời chị bảo là cái rồi chuyển hết 8 chầu, 4 giờ có tiền thì giúp tiếp. Sau 4 giờ có tiền thì giúp tiếp, 4 giờ có tiền rồi. Nhớ là xong chụp gửi đấy. Ô anh thằng con lợn này. Rồi tôi bảo các bạn. Rồi thôi. Mình sợ tiếp màu tím nha. Bây giờ mình sẽ tiếp một tô màu nha các bạn. Ô anh thế là ngân hàng này đất phải của nó ấy. Mình tô xong rồi. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cách, một kỹ năng, đó là tô màu. Kỹ năng tô màu rất chi là đặc sắc. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.